Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món cơm nguội chiên giòn. Nguyên liệu chính thì chỉ cần cơm nguội và trứng thôi là mình có thể chế biến nó thành một món ăn rất là thơm ngon và lạ miệng. Mà cơm nguội và trứng là những nguyên liệu rất là dễ tìm, hầu như nhà nào cũng có. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình hai chén cơm nguội nha. Cơm này thì mình nấu buổi sáng nè. Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì mình có thể chuẩn bị cơm nguội nhiều hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bóp cái cơm này cho nó nát ra một chút nha. Nếu các bạn có cái đồ đâm thì mình cũng có thể đâm cho nó nát ra nha. Nếu mình để vô máy xay thì mình phải cho nước vô thì cái cơm của mình nó sẽ bị loãng ra. Lúc chiên nó sẽ không có dính cục lại. Mình sẽ bóp cho nó nát ra một chút. Cái cơm này thì nó hơi khó bóp á các bạn, tại vì nó hơi dính lại á, nên mình chịu khó bóp nha. Mình cũng không cần phải bóp cho nó nát dừ ra đâu, mình chỉ cần bóp cho nó mềm mềm hơi là được rồi. Đây, mình sẽ bóp cho nó mềm ra giống như này nha các bạn, để cho nó có độ kết dính lại á. Bây giờ thì mình sẽ cho một ít gia vị vào trong cơm này để trộn lên nha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Và mình cho vào đây khoảng 3 cọng hành lá mình đã cắt nhỏ ra rồi. Thì mình sẽ cho vào đây để trộn lên để cho cơm của mình nó được thơm á. Và mình sẽ cho vào đây một ít tiêu xay nha. Tiếp theo thì cho vào đây một quả trứng gà. Cơm của mình mà mình cho trứng gà vào á thì nó rất là thơm. Và nếu nhà bạn nào có bột mì thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột mì nha. Nếu có bột bắp thì mình cho bột bắp cũng được. Còn nếu nhà bạn nào không có bột thì mình cũng không cần phải cho bột đâu nha. Mình cho bột vào để cho nó có độ kết dính thêm thôi. Tại cơm của mình thì nó cũng có độ kết dính sẵn rồi. Và mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Mình sẽ trộn đều cho trứng nó dính vô với cơm luôn. Lúc mà mình trộn như vậy nè, các bạn sẽ nghe một cái mùi rất là thơm luôn á. Từ hồi mà mình biết đến món này á, là nhà mình cơm nguội không có bỏ đi nữa. Hồi trước á, là cơm nguội thường thường là ăn không hết là qua ngày hôm sau là mình sẽ bỏ đi. Còn bây giờ thì mình cơm nguội dư là mình đem ra chiên kiểu này thì ăn rất là ngon và lạ miệng. Và đặc biệt là trong mùa dịch bệnh này nè, thì mình tiết kiệm được cái nào thì hay cái đó nha các bạn. Sau khi mà các bạn trộn đều lên á, thì các bạn có thể vo thành những cái viên tròn tròn giống cái viên chiên vậy đó. Và mình sẽ bỏ lên chảo mình chiên thôi. Còn mình ở đây thì mình sẽ đổ cơm này ra khuôn nha. Ở đây mình có hai cái khuôn ngôi sao và trái tim. Khuôn này thì mình để làm cơm cho em bé ăn á. Thì mình sẽ đổ ra đây để mình làm hình trái tim và hình ngôi sao luôn nha. Nhà nào có em bé thì các bạn bỏ ra khuôn như vậy nè, thì bé rất là thích. Vì cái cơm nó nhão nên nó rất là dính, nên mình phải quét một lớp dầu lên trên khuôn này, để lúc mà mình ốp ra nó sẽ không có bị dính khuôn. Và mình cũng sẽ quét dầu lên trên cái dĩa này luôn nha. Tại vì một lát nữa thì mình sẽ úp cái viên cơm nguội lên đây á, nên mình quét lên trên cái dĩa để cho nó đừng có dính cái dĩa. Và bây giờ thì mình sẽ đi ép cơm nha các bạn. Mình sẽ lấy một cục cơm và mình bỏ trong cái khuôn này và mình ép nó xuống thôi, để cho nó thành cái hình trái tim thôi. Ở nhà nếu các bạn nào có những cái khuôn làm rau câu nhỏ nhỏ đẹp đẹp bông hoa này kia đó, thì mình cũng có thể bỏ cơm vô ép nha. Nó sẽ cho ra cái hình đẹp hơn. Các bạn muốn ép dễ hơn thì mình lấy cái muỗng này mình nhúng vô dầu á, thì khi mình ép cơm nó sẽ không có dính vô muỗng.
Bây giờ thì mình sẽ đi úp cái khuôn này ra nha. Đây, nó sẽ ra một cái hình trái tim như vậy đây. Rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp tục với hình của ngôi sao nha. Nhà nếu mà có bé nào biếng ăn á, không chịu ăn cơm á, thì các bạn cũng có thể làm món này cho bé ăn thử nha. Món rất là lạ miệng và thơm, bé sẽ dễ ăn hơn là cơm. Nếu mà các bạn vò viên tròn á, thì nó sẽ nhanh hơn nha. Mình chỉ cần lấy cơm ra và vò thành viên tròn rồi bỏ vô chiên thôi. Còn mình làm cái khuôn này nên mình ép nó hơi lâu. Món này thì làm rất là nhanh. Nếu mà mình vò viên tròn á, thì mình làm khoảng 10 phút thôi, tính cả thời gian chiên. Đây, mình có hình ngôi sao rất là dễ thương. Với hai chén cơm thì mình làm ra được khoảng bao nhiêu viên cơm đây nè. Cái viên cơm của mình nó có một cái màu hơi hồng hồng một xíu á, là do cái lòng đỏ của trứng á. Nên cái viên khi lúc mình chiên xong á, thì cái màu của cái viên nó sẽ rất là đẹp. Mình có rắc vào đây một ít mè đen nha các bạn, để chiên cho nó thơm á. Các bạn có mè trắng thì mình rắc lên cũng được nha. Còn không có mè thì cũng không sao nha, cơm nó vẫn ngon và thơm. Khi mình đợi cho dầu thật là nóng lên thì mình mới bỏ cơm vô nha. Mình chiên ở lửa trung bình thôi. Mình chiên lửa lớn á, thì cái cơm của mình nó sẽ bị khét á. Nó ở ngoài nó không có giòn á, và bên trong thì nó chưa có được chín. Nên mình chiên ở lửa vừa vừa thôi, để cho cái cơm nó giòn đều và bên trong nó được chín, nó sẽ thơm hơn. Nếu mà các bạn vò viên tròn á, thì khi chiên mình nhớ đứng canh để mình xoay vòng tròn để cho cái viên của mình nó được vàng đều nha. Ở đây thì mình không có viên tròn, nên mình chỉ cần lật chở bề là xong rồi. Bây giờ thì cái mặt ở dưới nó bắt đầu vàng rồi, thì bây giờ mình sẽ chở cái mặt nó lại nha. Mình chở mặt lại và mình cũng chiên cho cái mặt kia nó vàng đều luôn nha các bạn. Sau khi cái cơm của mình nó đã vàng đều hai mặt rồi, thì bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Mình sẽ lấy một miếng giấy ăn để mình thấm bớt dầu. Cơm này nếu mà các bạn không muốn nó thấm dầu nhiều á, thì nhà bạn nào có nồi chiên không dầu á, mình cũng có thể bỏ vô nồi chiên không dầu để chiên nha. Mình đã chiên xong rồi nè. Cơm nhìn rất là đẹp, màu rất là bắt mắt. Cơm này thì mình sẽ ăn với sốt mayonnaise và tương cà hoặc là tương ớt. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha các bạn. Cơm của mình nó vàng đều hai mặt luôn nè. Nhìn rất là ngon. Ăn cái vị của nó rất là lạ nha các bạn. Cơm thì nó ngọt ngọt, béo béo. Ở ngoài thì nó giòn mà bên trong thì nó dẻo á. Cùng với tương cà thì chua chua, mayonnaise thì nó thơm thơm. Ăn rất là ngon luôn. Nhà bạn nào có cơm nguội thì sau khi xem video này thì hãy làm ngay món này cho gia đình mình thưởng thức nha các bạn. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của kênh mình nhé. Xin cảm ơn, bye bye.